Cùng với tất cả các bạn có mặt trong ngày hôm nay ạ, đầu tiên xin mời chị Lê Vy. Đúng rồi, chị thích tới xem đó là một lát sau rồi hãy xem, còn bây giờ đứng giao lưu thì mình giới thiệu một vài nét về bản thân để cho mọi người biết là mình là ai và sở thích của mình như thế nào, mình từ đâu đến, công việc của mình là gì ạ. Để xác vô. Em kết nghĩa với anh Hai Tính. À, chị Lê Vy là em kết nghĩa với anh Hai Lê Tính. À, chị Vy là hiện nay là làm về ngoài lĩnh vực trang điểm mà tất cả các bạn đều biết thì còn có một cái nghề nào khác không, là chính là về trang điểm thôi hả? Kinh doanh. Vừa trang điểm vừa kinh doanh nữa. À, không biết là chị Vy có hát được cải lương không ạ? Được, nhưng mà chắc không có tự tin. Tại sao vậy? Đó giờ khi nào hát? Bữa nay cái đó là gì thôi? Không tự tin rồi sẽ tự tin. Một lát nữa chúng ta sẽ được thưởng thức giọng hát của chị Vy, được không ạ? À? Sao vậy? Không có thuộc hả? Có sẵn lời bài hát cho chị luôn. Chị muốn bài gì lên mạng đánh một cái là có ngay. À, xin chia sẻ với tất cả các bạn là chị Lê Vy cũng là một trong những chuyên gia trang điểm cho hai chương trình Kết Nối Đam Mê 2 và 3 vừa qua, để chúng ta có được những gương mặt thật là lung linh và rạng ngời trên sân khấu. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón chị Lê Vy đến với câu lạc bộ anh em cũng như cả số chống cơm. Xin mời anh. Vừa mới ra khỏi chỗ ngồi là các bạn cũng mất ghế, cũng mất. Nói đi anh. Sao gì? Anh hỏi trước. Anh tên gì? Xin chào anh. Xin chào tất cả các bạn yêu mến bộ môn nghệ thuật sân khấu cải lương. Anh chưa nói anh tên gì? Mình tên đầy đủ là Phạm Văn Sĩ. Năm nay mình 28 tuổi. Quê mình ở Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hiện nay là anh Sĩ đang làm về lĩnh vực gì hay là còn đi học à? Mình đi làm. Hiện tại thì mình làm bên lĩnh vực là bán lẻ. Bán lẻ? Ở An Giang chắc là cũng hát được cải lương đúng không ạ? Thật ra thì hát được, nhưng mà chỉ với là ở nhà rồi mở video lên xong rồi nghe xong rồi hát vậy thôi. Cơ duyên nào mà anh Sĩ biết đến câu lạc bộ anh em cũng như là cải lương số chấm cơm ạ? Thì thú thật thì lần đầu tiên mình biết tới cải lương số chấm cơm thì cách đây đúng một tháng. Đó là mình có một người bạn ở đây tên là Quỳnh Minh Lộc. Quỳnh Minh Lộc, một thành viên thì rất là tích cực của câu lạc bộ. Thì Quỳnh Minh Lộc là bạn học đại học hồi thời mà đại học Tôn Đức Thắng. Đó thì cũng biết Lộc là có tham gia một cái câu lạc bộ cải lương. Nhưng mà biết từ lâu rồi nhưng mà không biết đó là cải lương số chấm cơm. Và tháng rồi á thì Lộc nói rằng á là sắp tới đây thì bên mình có trình diễn trước công chúng với chương trình là Kết Nối Đam Mê 2. Đó thì Lộc đó là mời một số bạn bè thân thiết đó tới tham dự. Thì qua cái chương trình này thì mình biết, có nghĩa là sau khi tham dự chương trình Kết Nối Đam Mê 2 rồi á thì những cái người bạn kia thì họ ngưng, họ không có coi Kết Nối Đam Mê 3, nhưng mà chỉ có riêng mình là tiếp tục coi luôn cái chương trình Kết Nối Đam Mê lần thứ 3. Thì sau khi anh thưởng thức xong hai chương trình Kết Nối Đam Mê đó thì anh có suy nghĩ gì về cải lương cũng như là về các thành viên của câu lạc bộ anh em? Thì suy nghĩ về cải lương thì tất nhiên là mình rất là yêu thích rồi. Nếu như con yêu thích thì mình coi chỉ coi cho vui thôi, đều ủng hộ nó thôi. Đó. Nhưng sau khi coi chương trình Kết Nối Đam Mê 2 và 3 rồi thì nói chung á là mình thấy rất là bất ngờ đối với các bạn. Bất ngờ sao anh? Dạ. Tại vì các bạn đơn giản chỉ là những người đam mê với nhau, không phải học qua trường lớp gì, nhưng mà các bạn đã làm rất là tốt hơn những điều mà với tư cách là người khán giả mà họ mong đợi ở một cái câu lạc bộ. Xin cảm ơn những chia sẻ hết sức chân tình của anh và một tràng pháo tay để chào đón anh đến với câu lạc bộ anh em cũng như là cả lên số chấm cơm. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin cảm ơn anh.